Chào mừng các bạn đến với kênh Nguyên Dương. Chúc các bạn xem video vui vẻ, hạnh phúc, an lành và thành công. Mời bạn đăng ký kênh, nhấn chuông để theo dõi video tiếp theo. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Hôm nay Nguyên Dương mời các bạn cùng hành trình cùng Nguyên Dương trên con đường quê hương của tôi trong những ngày tháng hiện nay. Một con đường không được đẹp nhưng đã rộng mở hơn trước đây rất nhiều. Mời bạn đăng ký kênh, nhấn chuông, theo dõi video tiếp theo. Hình ảnh được ghi lại qua camera hành trình được gắn trên xe máy. Một loại camera tuy rẻ tiền nhưng chất lượng quay khá tốt. Và nó có hệ thống chống rung cũng rất tốt.